Giờ tan trường, không khó để bắt gặp hình ảnh các học sinh còn đang mặc đồng phục đã điều khiển xe máy. Em thấy ở cấp 3 em thường sử dụng xe máy đến trường nhiều hơn. Tại vì em thấy nó tiện mà nó cũng đỡ mệt hơn. Lý do em đi xe máy là vì nhà em ở xa ấy, thì em đến đây nó sẽ có nó tiện hơn. Cái xe máy thì nó có thể lợi là em có thể đổ sang bất cứ lúc nào. Thì nhưng mà đi xe điện thì em lại vướng ở cái mắc là phải nạp điện. Theo quy định của luật giao thông đường bộ thì người phải đủ 18 tuổi trở lên mới được đi xe máy phân khối lớn. Còn từ 16 đến 18 thì chỉ được đi xe dưới 50 phân khối. Vào mỗi đầu năm học, quy định này cũng đều được trường phổ biến, đồng thời yêu cầu gia đình và học sinh cùng ký cam kết thực hiện. Thế nhưng, hiệu lực của tờ cam kết có lẽ chỉ giới hạn phía sau cánh cổng trường. Khi các con mà không gửi vào trong trường, gửi ngoài thì mình không thể nào giám sát việc gửi ngoài các con được. Và chúng tôi chỉ kiểm tra các con là ở phía cổng trường thôi. Các con có thể các con gửi một chỗ nào đó đến trường thì đúng là mình cũng không kiểm soát được. Trong cái việc cho các con đi xe máy đến trường thì vai trò đầu tiên phải là quyết định từ phụ huynh. Cần tăng cường cái sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng. Bởi vì nếu chỉ yêu cầu gia đình ký một cái bản cam kết thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có rất nhiều trường hợp như là dừng lại ở mức độ hình thức. Thế thì hồ sơ giấy tờ vẫn đủ. Thế nhưng mà cái cam kết thực sự của bố mẹ ở đây, tôi nghĩ là có thể trong nhiều trường hợp là chưa có. Mà trực tiếp dạy dỗ các cái kiến thức thực hành cho các em ấy, phần lớn hiện nay là do gia đình thực hiện. Theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thì tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có tới 90% các vụ tai nạn giao thông liên quan tới trẻ em từ 16 đến 18 tuổi. Ngoài ra, trong số những người bị xử lý vi phạm, thì khoảng 80% là học sinh, sinh viên không có giấy phép lái xe. Đáng lo là nhiều trường hợp khi bị xử phạt cũng không tỏ thái độ gì e ngại. Nghĩa là rất có thể chịu phạt xong rồi lại tái phạm. Em bị phạt hai lỗi là không được mũ bảo hiểm với cả không được giấy đăng ký xe. Cả đấy hả? Không. Gửi lên trường hay như nào? Mình mất lỗi thì chấp nhận. Nhiều em đi rất ẩu và chúng tôi đã phải có những hình thức là xử lý nguội. Và hình thức chúng tôi là thông báo về nhà trường để tiếp tục giáo dục và thông báo về gia đình để bố mẹ lên cùng giáo dục với nhà trường và chính quyền. Trong luật cũng đã có hình thức xử phạt vi phạm giao thông như phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng đối với người chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy phân khối lớn. Nhưng mức phạt đó, nếu so với sự hậu thuẫn của cha mẹ, thì đúng là chưa thấm vào đâu.